chính sách đền ơn đáp nghĩa cho dù có thế nào thì cũng không thể đền đáp xứng đáng với sự hy sinh mất mát của các chiến sĩ đã hy sinh trong thời chiến tranh. Vì vậy, nghiên cứu để chỉnh sửa chính sách cho người có công với đất nước luôn được Quốc hội quan tâm. Đây là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi gặp mặt đoàn cựu chiến binh quân đoàn 2 gồm các sĩ quan cao cấp đang có chuyến thăm ở thủ đô Hà Nội và vào lăng viếng Bác. Trong không khí hướng đến kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Chủ tịch Quốc hội đã cùng các đại biểu ôn lại truyền thống hào hùng của quân đoàn 2. Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, để có được cuộc sống bình yên như ngày hôm nay đã phải đánh đổi bằng xương máu của các chiến sĩ đã hy sinh, trong đó có cả các chiến sĩ của quân đoàn 2. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ đã có hơn 12.000 chiến sĩ đã ngã xuống trong thời chiến tranh. Đây là một sự hy sinh không hề nhỏ. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước luôn chăm lo chính sách người có công, nhưng cũng không thể bù đắp được sự hy sinh mất mát của những chiến sĩ đã hy sinh. Quốc hội sẽ luôn lắng nghe và giải quyết ngay những chế độ chính sách cho người có công. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội đã và đang tiếp tục chỉ đạo các cấp ngành địa phương làm tốt chế độ chính sách, đền ơn đáp nghĩa hậu phương quân đội. Chủ tịch Quốc hội mong muốn các cán bộ cấp cao cựu chiến binh quân đoàn 2 tiếp tục phát huy truyền thống, cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chăm lo xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Chủ tịch Quốc hội cho rằng những bài học kinh nghiệm trong xây dựng quân đội được các đại biểu nêu ra sẽ bổ sung về lý luận thực tiễn, làm phong phú đường lối chiến lược quốc phòng, giúp lãnh đạo Đảng, Nhà nước hoạch định quyết sách đúng đắn, thực hiện thành công nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng.